trộm tiền đi ăn gà quay. Này Tí, mày chăn trâu kiểu gì để nó ăn hết lúa nhà người ta thế hả? Trời ạ, lại con trâu được phá phách. Tháng này tao trừ tiền công. Thật là làm thuê ngày chỉ đủ ăn, thế mà còn trừ tiền, thì tháng này biết sống thế nào đây? Lại có chuyện gì mà yếu xịu thế kia? Tôi ngủ quên để trâu ăn lúa của người ta, rồi bị tay chủ trừ cả tháng tiền công, giờ con biết sống thế nào đây? Hai đứa mình mồ côi từ nhỏ, làm thuê cho người ta mãi cũng chỉ đủ ăn. Tôi đang tính bỏ làng đi làm ăn xa đây, anh có đi cùng tôi không? Anh tính đi đâu? Tôi cũng muốn đi lập nghiệp lâu lắm mà chưa có cơ hội. Tôi nghe nói trong núi phía đông có mỏ than rất lớn. Chúng ta chịu khó vào đó đào than, sau đó mang than đi bán, rồi chúng ta sẽ có tiền mua gạo, không bị đói nữa. Thế thì còn gì bằng, rồi chúng ta sẽ giàu to. Thế ngày mai chúng ta đi luôn chứ? Ừ, hẹn ngày mai nhé, tại đây nha. Đến nơi rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu công việc thôi. Ừ, sắp đổi đời rồi. Tôi nghĩ ngọn núi bên kia thế nào cũng có than. Giờ chúng ta chia nhau ra, anh đào phía đông, còn tôi vào trong phía tây ngọn núi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được mỏ than. Được đấy, tôi sang phía đông đây. Có than rồi, có tiền rồi, có tiền rồi. Bao ngày cực nhọc vất vả, hôm nay phải đánh chén một bữa mới được. Thật là bỏ công, bao ngày vất vả. Cố lên. Ông chủ, đây là gạo mà vợ ông đặt mua. Tôi để chúng ở đâu? Trời ơi, có phải Tí không? Tí ở làng Hạ không? Tèo, đúng là anh Tèo rồi. Sao lại đến nông nỗi này? Tôi nghĩ anh đào được nhiều than, phát tài rồi chứ. Ngày xưa, khi ông sang ngọn núi bên kia, tôi đã rất chăm chỉ làm việc. Thế rồi... Rồi sao? Ngày nào tôi cũng đào được một xe than lớn, sau đó kéo ra chợ bán. Được bao nhiêu, tôi tiêu bấy nhiêu. Than nhiều vậy, cũng đủ để ông khai thác chứ. Sao lại đến nỗi này? Tôi nhận ra rằng nhu cầu của người ta là vô hạn ông ạ. Tôi muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn được xem chọi gà, muốn có các cô gái vây quanh mình. Tiền tôi kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ những nhu cầu ấy. Rồi đến một ngày bỏ than có rất nhiều người đến khai thác, tôi kiếm được chẳng đáng là bao. Tôi lại về đi làm thuê đến giờ. Còn anh, làm sao anh có được cơ ngơi hôm nay? Đừng nói với tôi anh lấy được một bà vợ giàu kết xù đấy nha. Tôi ư? Ban đầu cũng đào than như anh, nhưng tôi hàng ngày ăn tiêu dè sẻn để ra được chút vốn. Tôi thuê một tớp thợ khai thác than cho tôi. Khi có nhiều tiền hơn, tôi mở cửa hàng, thu mua than từ những người khác rồi bán lại, sau đó gây dựng được một cơ ngơi như giờ. Ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi nghèo, còn anh giàu. Anh hiểu được như vậy là tốt rồi. Thôi, giờ anh hãy ở lại đây với tôi, bắt đầu lại, chưa bao giờ là muộn hết. Vâng, cảm ơn anh. Kỳ tích. Chà, hôm nay hái được nhiều lá thuốc quá. Chỗ này phải dùng đến cả tháng mình ạ. Xem mình kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt lắm có phải không? Tôi không sao, mình uống nước đi cho đỡ khát.
Thôi, mình mệt hơn tôi, mình uống trước đi. Mình yếu hơn tôi, mình uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, nhìn kìa. Chuyện gì thế mình? Cây lược vàng kìa. Ồ, đúng rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Cây thuốc này quý và hiếm lắm. Công dụng chữa vết thương của nó rất thần kỳ. Tôi phải hái nó mới được. Khoan đã mình, chỗ đó trơn dốc lắm, mình phải cẩn thận đấy. Mình yên tâm, tôi biết mà. May quá, tôi nắm được tay mình rồi. Cố lên. Không xong rồi mình ơi. Vực này sâu không đáy, rơi xuống thì chỉ có chết thôi. Chết làm sao được, đã có tôi nắm chặt tay mình rồi. Tôi sẽ kéo mình lên. Làm sao mình có thể giữ được tôi chứ? Hãy thả tay tôi ra mà leo lên bờ đi. Chứ cứ như thế này, cả hai sẽ cùng chết. Không, có chết tôi cũng không thả tay ra. Mình ơi, tôi xin lỗi. Không, dù chết tôi cũng không thả tay ra đâu. Sao mình dại dột thế? Mình đừng có bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng kêu cứu. Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Nhất định là thế. Cứu tôi với! Đạo sư, người đã trở về ạ. Ta hái ít thuốc bổ để sắc cho chị nhà. Chị ấy chỉ bị thương phần mềm thôi. Hai hôm nữa là khỏe. Giờ chị ấy cần nghỉ ngơi. Người cứ yên tâm. Đa tạ đại sư đã ra tay cứu giúp vợ chồng chúng tôi. Ân này chúng tôi nguyện xin kết cỏ ngậm vành. Ngươi hãy mau đứng dậy. Vợ chồng ngươi thoát chết là nhờ kỳ tích, chứ không phải do ta. Ý ngài là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối mà lại có sức mạnh phi thường, nắm giữ tay một người đàn ông to khỏe trong cả canh giờ. Xưa nay ta chưa từng thấy. Kỳ tích, đúng là một kỳ tích. Chính tình yêu đã cho cô ấy sức mạnh tuyệt diệu này. Ngươi thật may mắn khi có được một người vợ hiền như vậy. Hãy biết trân trọng và yêu thương cô ấy. Mình đúng là ngốc mà. Túi bánh rán của bà. Nhất bà Hoa nhé, lần này ra thành phố ở với con tha hồ mà ăn mặc sung sướng. Từ giờ hết cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi cũng không nghĩ là cháu nó lại đón tôi lên thành phố ở cùng. Quan trọng là được sum vầy cùng con cháu thôi bà ơi. Sao đợi cả tiếng đồng hồ mà không thấy thằng Quân ra đón, liệu nó có gặp chuyện gì không? Mẹ, con xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay cơ quan con có cuộc họp không về sớm được. Còn nhà con thì bận đi đón bé My. Mẹ cứ lo con gặp chuyện gì, không sao là tốt rồi. Mẹ nhanh lên xe còn về, đường tan tầm hay kẹt xe lắm. Ê, để bà múc cho con. Bà xin lỗi, tại bà vô ý. Khổ thân con tôi. Mẹ phải cẩn thận một chút chứ. Thế này thì có chết không? Thôi nhanh đưa con vào rửa nước lạnh. Để em còn xịt thuốc bổng cho con. Nhanh lên.
con có chút việc bận, lát mẹ đi đón bé My giúp con nha. Có việc gì cứ đi đi con. Trường mầm non gần nhà, mẹ đón cháu rồi về luôn, đừng có đi đâu, nguy hiểm lắm. Mẹ nhớ rồi. Bà ơi, bà có việc gì không? Tôi đi đón cháu nội chú ơi. Hóa ra bà đi đón cháu, mà bà ra sớm thế làm gì? 30 phút nữa mới tan trường mà. Ôi thế à chú, bọn trẻ bây giờ học gì mà nhiều thế, gần 5 giờ chiều rồi còn chưa tan học. Muộn thế này chắc con bé đói lắm rồi đây. Thôi mình đi mua cho nó mấy cái bánh rán, nó ăn cho đỡ đói. Sao bà quay lại muộn thế? Tôi đi mua cái bánh, bị lạc đường, giờ mới tìm được đường quay về. Trường tan lâu rồi bà ơi, các lớp về hết rồi. Trời, thật vậy hả? Còn cháu nào trong trường không chú? Tất cả học sinh về hết rồi bà ơi, trong trường không còn ai cả. Trời, thế con bé đi đâu? Phải làm sao bây giờ? Tìm con bé ở đâu đây? Tất cả là tại anh. Đang yên, đang lành lại đón bà ra ngoài này làm gì? Em đừng có làm mọi thứ rối bời thêm nữa. Bé My đã ở nhà rồi, giờ quan trọng là phải tìm được mẹ. My, thế khi con tan trường có thấy bà ở cổng không? Không ạ, con đợi mãi mà chẳng thấy bà đâu cả. My ơi. Mẹ đi đâu mà chúng con tìm mãi không thấy? Con không yên tâm nên đã dặn mẹ là phải đi đón con bé rồi nhanh mà về. Thế mà... Mẹ xin lỗi. Mẹ chờ con bé không thấy nên... Không thấy thì mẹ phải đợi chứ. Mẹ xin lỗi, mẹ đợi cái My một lúc không thấy, nên mẹ tranh thủ đi mua cái bánh rán cho nó. Mẹ sợ con bé bị đói, mẹ xin lỗi. Bánh rán, bà ơi, bà mua bánh cho con ạ, con thích lắm. Bánh của cháu đây. Bà sao thế? Bà không sao, có thể mai bà sẽ về quê vì có chút việc cháu ạ. Anh hai. Ông ơi, sao đỡ bỏ mẹ con tôi ra đi sớm thế? Ông ơi, tôi phải làm gì để nuôi hai con ăn học bây giờ? Nếu chúng nó phải nghỉ học thì người làm mẹ như tôi sẽ khổ tâm lắm. Mẹ, khuya lắm rồi sao mẹ không ngủ? Để mai đăng tiếp đi mẹ. Sao giờ này mà con vẫn còn thức? Mẹ phải đăng nốt để mai giao cho người ta còn có tiền đóng học cho các con. Từ mai con sẽ nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Sao thế được, con phải đi học chứ. Ba mất rồi, một mình mẹ làm sao nuôi nổi hai anh em con ăn học. Con lớn rồi, con sẽ đi làm. Còn em Hậu, nó cần phải được đi học mẹ ạ. Ôi, Hùng ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng lo, con không sao đâu, con cũng đâu có thích đi học. Thằng Tèo nói, nhà ông luôn thuê cả trẻ con làm việc. Con sẽ đến đó làm, mẹ cứ để con đi. Khổ thân con tôi. Mẹ ơi, anh hai ơi, hôm nay con được 10 điểm đó. Qua, em trai anh giỏi ghê ta. Ngày mai anh hai sẽ mua đồ chơi cho em nha. Hoan hô anh hai. Ráng học giỏi để không phụ lòng anh hai nghe con. Anh hai vì con mà hy sinh rất nhiều đó. Sau này lớn lên, em sẽ nuôi anh hai. Anh hai ha, nhớ lấy nha cô cậu. Hay chỉ giỏi lẻo mép.
nơi rồi mẹ. Chú Hậu tổ chức đám cưới ở đây nè. Cả đời mẹ chưa bao giờ được đến nơi nào sang trọng như thế này con à. Cả bộ đồ đang mặc nữa, mẹ cứ thấy sao sao ấy. Đồ chú ấy gửi về biếu mẹ, mẹ phải mặc cho chú ấy vui chứ. Nhà mình có phúc nên chú Hậu mới giỏi giang thành đạt thế này đấy. Mẹ, anh hai. Sao bây giờ mẹ với anh hai mới đến? Khách khứa họ sắp đến đủ cả rồi. Lần đầu tiên lên thành phố nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, tìm mãi mới được đường đến đây. Chú thông cảm, em đã vẽ đường thế rồi mà. Mà hôm nay đám cưới của em, sao anh hai ăn mặc kỳ vậy? Em đã gửi đồ về cho mẹ với anh hai rồi mà, anh hai không nhận được sao? Anh nhận được rồi, nhưng những đồ như thế anh mặc không quen, cứ thế này cho thoải mái. Khách khứa đến đây ai cũng ăn mặc lịch sự, anh mang tiếng là anh trai của chú rể, lại xòe xòa thế này thì... Em đã mất công mua đồ gửi về còn không mặc, sắp đến giờ làm lễ rồi, có thay đồ cũng không kịp nữa. Hậu, thôi, em đưa mẹ vào trước cho kịp giờ làm lễ. Tự nhiên anh thấy hơi chóng mặt, chắc anh phải tìm chỗ nào mua mấy viên thuốc uống đã. Không, mẹ con mình vào trong đi mẹ, kệ anh ấy. Kìa, mẹ sao thế? Ngày xưa, thằng Hùng nó nghỉ học đi làm từ lúc 10 tuổi để nuôi con ăn học. Được miếng cá, miếng thịt, tấm áo đẹp đẽ cũng nhường hết cho em. Thế mà bây giờ con đối xử với anh trai mình như thế sao? Con... Mẹ ra ngoài tìm anh con, lúc nào làm lễ thì mẹ vào. Mẹ, anh hai, em biết lỗi rồi. Cậu bé đánh giày. Chú có đánh giày không? Chú ơi, chú đánh giày đi. Chỉ mất vài phút thôi, đôi giày sẽ bóng loáng. Ta không có nhu cầu đâu, cháu đi chỗ khác đi. Cô chú có muốn... Thằng bé kia, ra ngoài mau, cấm lãng vãng trong này. Vâng ạ. Tội nghiệp thằng bé. Anh phục vụ ơi. Dạ, anh cần gì ạ? Anh đem cho cậu bé kia một chiếc bánh ngọt giúp tôi. Trông nó có vẻ đói lắm. Anh không cần phải làm thế đâu ạ. Bọn trẻ lang thang, đói rách ở phố này nhiều lắm. Anh để ý đến chúng làm gì? Anh cứ đưa bánh cho thằng bé hộ tôi. Tùy anh vậy. Thằng bé làm gì ở mãi đây vậy nhỉ? Chú ơi! Ôi! Ông bạn quý của tôi, lâu lắm mới gặp. Hùng, Hùng đấy à, dạo này anh sao rồi? Tôi khỏe, tôi có việc ghé qua thành phố này. Vậy mời anh vào nhà tôi chơi. Nào, ta đi thôi. Nam này, nãy giờ anh có để ý không? Một thằng bé cứ lẻo đẻo theo chúng ta suốt cả đoạn đường. Liệu nó có ý đồ gì không? Sao cháu cứ theo ta mãi vậy? Cháu cần ta giúp gì à? Dạ, không ạ. Cháu chỉ muốn gặp được chú để nói lời cảm ơn. Cháu cảm ơn chú vì miếng bánh ngọt chú đã cho cháu ở quán cà phê ạ. Ồ, hóa ra... Chúc chú một ngày tốt lành. Hóa ra cậu bé đợi chờ và đi theo mình chỉ để nói một lời cảm ơn thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.